Hi, xin chào tất cả các em. Đây là tập 2 của chuỗi video ôn tập dành cho lớp Let's Go Starter. Như đã nói ở trong video đầu tiên thì ở video này cô sẽ gửi đến đáp án của bài tập trong kỳ trước nhé. Mời các em xem đáp án xem thử mình đã làm đúng được bao nhiêu câu nào. Tiếp theo trong video này chúng ta sẽ ôn lại nội dung từ bài 6 đến bài 9. Đầu tiên các em hãy cùng đọc tên các chữ cái và phát âm của chúng cùng với cô nhé. B, B, phát âm là b, b. C, C, phát âm là k, k. D, D, phát âm là d, d. G, G, phát âm là g, g. Tiếp theo là bốn nhân vật mà chúng ta đã được làm quen, đó là Beth, Beth, Carol, Carol, David, David, Gail, Gail. Phần thứ ba là các từ vựng mà chúng ta đã từng được học, chúng ta cùng nhau đọc nhé. Boy, boy. Bird, bird. Bag, bag. Car, car. Cat, cat. Candy, candy. Dog, dog. Desk, desk. Dinosaur, dinosaur. Gorilla, gorilla. Girl, girl. Game, game. Ở bài 6 và bài 7 chúng ta đã được học các số đếm từ 1 đến 10. Nào chúng ta cùng đếm nhé. One, one. Two, two. Three, three. Four, four. Five, five. Six, six. Seven, seven. Eight, eight. Nine, nine. Ten, ten. Và phần thứ tư đó là các mẫu câu giao tiếp mà chúng ta đã được học. Các em nhìn trong hình này, bạn Carol nói với hai bạn mèo là let's count. Let's count có nghĩa là chúng ta hãy đếm. Count có nghĩa là đếm nhé. Nào các bạn đọc theo cô nhé. Let's count. Let's count. Hai bạn mèo trả lời như thế nào đây? Nào. Okay. Okay. Okay có nghĩa là được. Và sau đó các bạn chỉ vào 6 viên kẹo và các bạn đọc là six. Six. Như vậy khi bạn Carol bảo let's count, hai bạn trả lời là ok và đếm số 6. Thêm một lưu ý nữa đó là trong tiếng Anh thường có phân biệt giữa số ít và số nhiều. Thông thường khi có một vật thì gọi là số ít và nhiều hơn một vật thì là số nhiều. Ở đây cho dễ hình dung thì tức là từ 2 trở lên thì là số nhiều nhé. Vậy chúng ta hãy nhìn vào hình đầu tiên có một quả bong bóng thì sẽ viết là one balloon. Nhưng mà bên này có 7 quả bong bóng sẽ viết là seven balloons. Seven balloons. Mình thấy ở đây có sự khác biệt ở chữ balloons. Một quả bong bóng thì chữ balloon không có chữ s, nhưng mà nhiều quả bong bóng thì chữ balloon sẽ thêm chữ s vào sẽ đọc là
balloons. Tương tự như vậy, cô có thêm một ví dụ nữa. Một chiếc xe hơi sẽ nói là one car, one car. Nhưng mà 8 chiếc xe hơi là 8 cars, 8 cars. Như vậy thì trong tiếng Anh khi mà có từ hai vật trở lên, người ta thường thêm chữ s vào phía sau. Tuy nhiên thì có một số từ sẽ không theo quy luật này, sau này mình sẽ được học dần nhé. Câu hỏi tiếp theo mà chúng ta học đó là how many? How many? How many có nghĩa là bao nhiêu? Ở đây bạn David hỏi how many và bạn Sam chỉ vào hình những chú mèo, bạn Sam đếm được 7 chú mèo, bạn Sam trả lời là 7. Còn bạn Ginger đếm được 8 con búp bê cho nên trả lời là 8. Như vậy khi hỏi how many tức là hỏi bao nhiêu thì chúng ta sẽ đếm số lượng và trả lời nhé. Chẳng hạn như khi cô muốn hỏi cụ thể hơn, ở đây trong hình là những chiếc ô dù, cô sẽ hỏi cụ thể hơn đó là how many umbrellas. Bây giờ mình sẽ đếm nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Như vậy câu trả lời là 7 umbrellas. Ở đây chúng ta cần lưu ý là ở trong câu hỏi how many và chữ umbrellas phía sau có thêm chữ s. Vậy thì các bạn lưu ý cho cô, ở sau câu hỏi how many thì những từ này đều viết ở dạng số nhiều. Được chưa nào? Rồi, các bạn đọc lại nhé. How many umbrellas? 7 umbrellas. Thêm một ví dụ nữa, đó là câu hỏi how many dogs? Ở đây có một chú chó thì câu trả lời là one dog. Các bạn thấy không? Khi ở đây chỉ có một chú chó thì câu trả lời one dog, chữ dog không có s. Nhưng mà trong câu hỏi thì chúng ta vẫn dùng chữ s nhé. Cứ những từ đứng sau how many thì chúng ta sẽ dùng số nhiều. Và câu hỏi cuối cùng mà chúng ta ôn tập đó là how old are you? Câu hỏi này hỏi bạn bao nhiêu tuổi? Mình đọc từng chữ theo cô nhé. How old are you? Các bạn lưu ý chữ này bình thường mình sẽ đọc là are, nhưng trong một số câu thường sẽ đọc thành âm ở. Ở trong câu này chữ old có âm t và nối qua chữ are, mình sẽ đọc nhanh thành how old are you? How old are you? Mình nhìn câu trả lời của bạn Gheo nhé. Bạn Gheo trả lời là I'm 7. I'm 7. Như vậy, hỏi bạn bao nhiêu tuổi thì câu trả lời của chúng ta sẽ bắt đầu bằng chữ I'm và đến số tuổi của mình. Bạn Gheo 7 tuổi, bạn Gheo trả lời là I'm 7. Tôi 7 tuổi. Còn nếu như mình 6 tuổi thì mình sẽ trả lời thế nào? Đó là I'm 6. Hoặc là nếu mình 8 tuổi thì mình trả lời là I'm 8. Được không nào? Rất đơn giản đúng không? Vậy là phần ôn tập của chúng ta đã kết thúc. Bây giờ là đến phần bài tập cho kỳ này. Ở trong phần bài tập này, các em hãy chọn từ đúng trong hai từ được in màu tím dưới đây. Từ nào đúng thì mình sẽ gạch chân từ đó. Các em hãy làm bài tập ra giấy và chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả bài tập ở trong số kế tiếp nhé. Video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye, see you soon.